Bạn đã bao giờ bị thôi miên chưa? Nếu chưa, bây giờ bạn sẽ được. Trước tiên ngửa lòng bàn tay trái của bạn lên, còn tay phải nắm lại. Nhìn xuống hai bàn tay rồi nhắm mắt lại, nghe theo sự hướng dẫn của mình. Hãy tưởng tượng bàn tay trái của bạn đang giữ một chồng sách rất nặng, còn tay phải đang cầm một quả bóng bay. Bạn nhìn thấy chúng chứ? Bây giờ mình sẽ để thêm một quyển sách lên tay trái của bạn, làm nó nặng hơn. Tay bạn cảm thấy mỏi và hạ xuống thấp dần. Càng ngày càng mỏi và hạ xuống thấp dần. Còn cánh tay phải của bạn thì quả bóng cứ lơ lửng, kéo cánh tay dần dần cao lên, dần dần cao lên. Bạn cảm thấy chúng chứ? Cánh tay trái càng ngày càng nặng, càng ngày càng mỏi và càng hạ xuống thấp dần hơn. Trong khi cánh tay phải thì cứ nhẹ dần, quả bóng bay lơ lửng kéo cánh tay nhẹ dần cao lên, dần dơ cao lên, lại dơ cao lên hơn nữa. Bây giờ mình lại đặt thêm một quyển sách nữa lên tay trái của bạn, làm nó càng ngày càng mỏi, càng hạ xuống thấp dần hơn, càng hạ xuống thấp dần hơn. Trong khi đó, cánh tay phải cứ nhẹ dần, càng ngày càng dơ cao lên theo quả bóng bay cứ kéo tay phải cao lên dần và cao lên dần. Bây giờ mình đếm tới 3 thì bạn hãy mở mắt ra nhé. 1 2 3. Bạn thấy vị trí hai tay của mình thế nào?